ghê trời. Có ai vậy? Cái tiệm sửa máy của đúng khởi mà. Mẹ xong rồi. Ôi là trời, ông ngoài dầm coi sao chứ mình ở đây nguy hiểm cả trời. Ngập nước hết trơn rồi đó. Cái đây là sông nước quê tôi khi mà một cái cơn bão số 3 đang lên tới các bạn ơi. Và cảnh tượng là sắp tiếp theo đó là cảnh tượng là nó sắp va vào một cây cầu đó các bạn à. Nguyên cái nhà va vô cái cầu. Các bạn tưởng tượng. Bây giờ cảnh tượng đi, sẽ như thế nào xảy ra đây. Hơi đau à. 1 2 3 chắc banh quá. Banh luôn rồi. Ê ê ê. Oh no no no. Chẳng chưa sao các bạn, căn nhà rất là kiên cố các bạn à. Ui trời, nước kìa. Căn nhà con đang ở luôn các bạn, còn trong đó luôn.